Cầu vượt đưa vào hoạt động nhưng mà dân không đi, dẫn tới tình trạng phía dưới đường thì kẹt xe, đông đúc, mà trên cầu vượt thì phương tiện giao thông lại thưa thớt. Đây là tình trạng mà phóng viên ghi nhận được sau khi thành phố Hồ Chí Minh đưa vào hoạt động hai cây cầu vượt ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, nơi mà lâu nay được coi là điểm nóng về kẹt xe tại thành phố này. Đây là hình ảnh được ghi lại tại khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Kiệm vào giờ tan tầm. Hàng ngàn phương tiện chen chúc từ các ngã đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Kiệm đổ dồn ra vòng xoay để hướng về đường Hoàng Minh Giám, Bạch Đằng ra sân bay Tân Sơn Nhất. Dưới vòng xoay đông đúc là như vậy. Nhưng nhánh cầu vượt đã thông ở trên hướng từ Hoàng Minh Giám về Nguyễn Thái Sơn lại thừa thớt phương tiện. Cái cầu này á thì làm nó chưa có hoàn chỉnh lắm nên ra cái tình trạng kẹt xe nó vẫn còn. Người ta đã từng quen đi ở dưới rồi, bây giờ mà đưa đi lên trên nó nhiều khi nó chớp cái đường người ta ghé người ta quanh, hoặc là gặp cái đường một chiều người ta đi quay trở lại không được. Thì cái hướng từ dưới Gò Vấp đi ra đường Phổ Quang á thì đó là người ta đi quen rồi, nó đi thuận hơn thì ta đi đông hơn. Còn từ cái hướng mà Phổ Quang đi về Gò Vấp, cái đó nó nghịch hơn, bởi người ta đi cái lượng đi nó ít hơn. Cái lượng mà lên cầu nó ít hơn. Từ cái lượng này đến đi ra Phổ Quang này lại đông hơn, thuận chiều của người ta. Thì lượng xe trên cầu vượt thì nhiều người cũng ngại quá tại chưa quen đường á. Thì mọi người vẫn đi ở dưới nhiều hơn. Để khắc phục tình trạng này, hiện tại vào giờ cao điểm, lực lượng chức năng đã phải liên tục điều tiết, phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân lên cầu vượt. Tuy nhiên, lượng ô tô qua cầu vượt vẫn còn thưa thớt. Nguyên nhân được cho là việc cấm ô tô đi thẳng ở ngã ba Phổ Quang, Đào Duy Anh trong khung thời gian từ 6 giờ đến 22 giờ. Do đó, ô tô muốn về Gò Vấp buộc phải rẽ ra đường Nguyễn Kiệm. Còn ghi nhận tại cầu vượt chữ Y ở nút giao thông đường Trường Sơn, ngay cửa ra vào sân bay, các phương tiện lưu thông đã thuận lợi hơn khi có cầu vượt hai nhánh vào thẳng nhà ga quốc tế và quốc nội. Tuy nhiên, theo người dân khu vực này, vào một số thời điểm tình trạng kẹt xe vẫn xảy ra. Tình trạng không định nó cũng không đến nỗi mà nó kẹt xe như hồi lúc trước nữa. Thấy đường thì nó cũng được đỡ hơn, đi thì nó lưu thông hơn. Có thỉnh thoảng có dòng cục, có kẹt. Theo tôi thiết nghĩ là có đường vô mà không có đường ra. Ra vẫn là bao nhiêu tập trung ra một đường. Phải có một cái hướng để mà ra đường Hồng Hà thì nó mới đỡ tắc nghẽn giao thông. Về cầu vượt chữ Y ở ngay cổng vào sân bay, theo người dân, thành phố nên tính thêm đường cho các phương tiện khi ra sân bay thì sẽ giảm được ùn tắc, thay vì chỉ làm đường vào như hiện nay. Còn cầu vượt ở vòng xoay Nguyễn Thái Sơn phải chờ đợi thêm khi toàn bộ 3 nhánh cầu vượt hoàn thành. Khi ấy thì khu vực này mới có thể thông thoáng hơn.